Xin chào, tôi là Quang Huy và Quang Tùng. Rất vui khi được đồng hành cùng tất cả các bạn trong trận đấu tuyệt vời sắp diễn ra. Chelsea, họ sẽ thi đấu trận đấu ngày hôm nay. Thật tuyệt, họ đã quyết định sử dụng đội hình 4-3-3 trong trận đấu này. Anh có thấy điều đó không anh Huy? Có chứ, tôi thấy có 3 mũi nhọn trên tấn công. Họ có thể thay đổi vị trí nhau rất linh hoạt. Đặc biệt là hai tiền đạo cánh có thể lui xuống hỗ trợ cho hàng tiền vệ để trở thành 5 người, qua đó kiểm soát thế trận tốt hơn. Một đội hình rất thú vị trong trận đấu này. Chelsea sẽ là đội giao bóng và trận đấu được bắt đầu. Henrique Tavares, Ronaldo, Tati. Vâng, anh ấy đã áp sát rất nhanh, bóng đã ra ngoài sân. Abdoulaye Doucouré. Đó là pha vào bóng cực kỳ đúng lúc. Đó sẽ là một quả phạt góc. Phối hợp rất tốt. Và đây là cú sút. Đường chuyền xuất sắc. Rất nhanh. Anh ta đã bắt được bóng. Sẽ có phạt góc. PP. Không thể thắng được thủ môn. Essien. Ôi, bóng đã được giữ lại. Đây đã có thể là một cơ hội rất tuyệt vời, nhưng đó lại là một tình huống dự bị. Thật không may, nếu không có tiếng còi vang lên thì chắc chắn sẽ là một cơ hội rất tốt để ghi bàn. Cầu thủ bên trong đang gọi bóng. Sút đi. Pha bóng đi hết đường biên ngang. Alexandro. Người đang giữ bóng là Rodriguez. Dominic Calvert-Lewin. Tiến lên đi. Calvert-Lewin. Cần phải làm tốt hơn trong những tình huống phản công thế này. Đúng là như vậy, bóng đá hiện đại đang ngày một ít các cơ hội rõ ràng như thế này. Vì thế, bạn không được hoang phí, ít nhất là theo cách như vậy. Henrique Tavares. Anh ấy chơi rất tốt. Và sẽ là một pha tấn công của Chelsea. Có cơ hội ngay bây giờ. Wow, bàn thắng tuyệt đẹp của Mbappe. Và Chelsea đang là đội dẫn trước. James. Trọng tài thông báo còn 4 phút bù giờ. James. Dominic Calvert-Lewin.
Một pha cản phá tốt từ thủ môn. Một không là tỷ số của một này. Chúng ta đã sẵn sàng quay lại sang Pháp Vít để đến hiệp 2. Sigerson. Essien. Một quả đá phạt trực tiếp. Alan Loredo. Dominic Calvert-Lewin. Henrique Tavares. Everton đang giành lại quyền kiểm soát bóng. Rất tốt, một pha tạt bóng rất tốt. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Sigerson. Nguy hiểm. Bắt bóng. Kylian Mbappe Blotin. Thật tuyệt khi sút. Bàn thắng này làm tôi nhớ đến thời kỳ hoàng kim của Thierry Henry. Một pha dứt điểm vô cùng hiểm hóc. Cú đúp cho anh ta và đó là hai bàn thắng rất đẹp. Wow, một bàn thắng tuyệt vời. Anh ta quá bình tĩnh trong tình huống ấy. Bóng đi ngay vào dưới cầu môn. Gia tăng khoảng cách tiền thành 2-0. German Voborin. Hoàn thiện dứt điểm, đó là yêu cầu cần thiết. Ronaldo. Tati. Một pha xoạc bóng của Đích Nghê. Đó nên là một cơ hội. Wow, bàn thắng được ghi cho Chelsea. Anh sẽ không bao giờ tin được là cầu thủ này có thể hiện một pha dứt điểm đẹp như vậy đâu anh Tùng ạ. Không thể tin được, đó là một pha cứa lòng xuất sắc nhất mà tôi từng được chứng kiến. Nới dòng tỷ số lên thành 3-0, họ đang dẫn trước. Còn 7 phút nữa. Didier Drogba. Có cơ hội ngay bây giờ. Anh ta đã bắt được bóng. Tôi nghĩ rằng bóng đã bị phá ra ngay trước vạch phối anh Tùng ạ. Đúng vậy, anh ta đã không bỏ cuộc trong pha bóng đó. Thomas Meunier. Đây rồi. Và anh ta đã giữ được bóng sau pha không chiến đó. Anh ấy đã cướp được bóng. Trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu. Vâng, một đội thi đấu với vẻ mặt vui vẻ, trong khi đối thủ kiệt sức, họ đuổi theo trái bóng suốt cả trận. Vâng, đây là một trận đấu rất đáng thất vọng và có lẽ họ chỉ muốn nghe tiếng còi mãn cuộc.